Cách đây 45 năm, ngày 1 tháng 11 năm 1977, đánh dấu sự ra đời của cơ quan báo nói đầu tiên của tỉnh, Đài Phát thanh tỉnh Tây Ninh. 15 năm sau, ngày 18 tháng 1 năm 1993, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh phát sóng buổi truyền hình đầu tiên trên kênh K11 VHF. Bốn mươi năm năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng khẳng định vị trí trong lòng khán thính giả gần xa. Không chỉ nâng tầm những cánh sóng, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh còn tiên phong trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển các nội dung số, mang tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh ngày càng vươn cao, vươn xa. 45 năm hình thành và phát triển. TTV11, khát vọng vươn lên. TTV11, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.